xui dữ. Chào cậu Quân, tôi là Bình quản lý, rất vui được đón tiếp cậu đến đây làm việc. Chào anh. Chờ tôi chút xíu. Hello, nhớ tôi không? Hả? Hôm nay tôi tới đây để nhận chức quản lý. Từ giờ tôi sẽ là cấp trên của cô. Gọi tiếng sếp nghe chơi coi. Cậu Quân à, hình như là có hiểu lầm rồi. Giám đốc chỉ định cậu qua đây làm nhân viên thôi à. Cái gì? Làm sao như vậy được? Chờ tôi xíu. Alo nội. Tại sao con tới đây không phải là quản lý mà làm nhân viên quèn vậy? Bà nội cũng mới vừa biết chuyện, ba con chuyển con từ quản lý xuống làm nhân viên đây thôi. Con ráng chịu khó thêm một thời gian nữa đi nha. Đi vô thay đồ đi. Chuẩn bị đồ sẵn rồi đó. Là đồ nhân viên giống vậy, chứ không phải đồ quản lý giống vậy. Bye bye. Cậu nói đúng rồi đó. Tôi cũng đã chuẩn bị đồ sẵn cho cậu rồi. Vậy đi lấy đồ cho tôi đi. Coi như ở đây hành cô ta vài bữa rồi nghỉ. Mọi người, đây, giới thiệu với mọi người, đây là cậu Quân. Từ từ làm quen nha. Em, chị qua đây. Chi, giới thiệu với em, đây là Quân. Hôm nay Quân sẽ trực chung với em. Có gì hỗ trợ cho nhau nha. Hướng dẫn Quân giúp anh. Dạ. Bộ đồ đẹp ha. Thấy hợp á. Hướng dẫn đi. Tôi là người mới đó. Không hướng dẫn tôi làm hư bột hư đường hết. Nè, anh biết tôi làm ở đây, cho nên là tới phá đúng không? Sao cô nói vậy? Thì đó, hồi nãy anh bước xuống xe anh đảo mắt một vòng. Rồi khi mà anh thấy tôi á, là anh đâu có bất ngờ gì đâu. Mà anh còn cười đắc ý nữa. Rõ ràng là tới đây với mua đồ bất chính. Tôi thấy cô hơi đánh giá cao bản thân mình rồi đó. Tôi không phải là đứa thù dai. Với lại tôi cũng không có dư giả thời gian để mà đôi co với cô. Tôi bị bắt tới đây làm, vô tình gặp cô ở đây thôi. Còn cười, tôi lúc nào cũng vui vẻ nên thích cười vậy đó. Vậy cũng được. Bây giờ tôi phân công nha. Anh là khu vực ở đây, tôi là khu vực ở ngoài kia. Trong trường hợp một bên vắng một bên đông thì bên còn lại phải phụ. Ok? Ok. Còn nói chuyện order thì cũng đơn giản thôi. Khi nào khách tới thì anh ra chào hỏi lịch sự, hỏi khách uống gì, rồi đem vô trong quầy pha chế. Pha chế xong thì đem ra cho khách. Mà nhớ là phải cúi chào khách đàng hoàng nha. Đừng có để cái mặt thấy ghét đó, người ta quýnh trò. Ok. Bây giờ tôi đi ra ngoài làm việc. Nếu không có gì cấp bách thì cấm ra ngoài đó, nghe chưa? Em, làm cho anh ly nước cam anh uống coi. Dạ 45 ngàn ạ. Cái gì? Dạ uống rất là phải trả tiền á. Biết tôi là ai không mà lấy tiền? Dạ tụi em biết, nhưng mà đây là quy định của quán mà. Quy định nữa? Thôi được rồi, tính tiền thì tính tiền, làm đi. Dạ. Em ơi, chẳng kêu nữa em anh ơi. Ơi
anh ơi. Anh ơi, cho em gọi nước nha anh ơi. Anh ơi. Anh ơi anh. À, dạ. Dạ. Chị ơi, cho em gọi nước nha. À, dùng gì? Nước cam. À, dâu đi. Dạ, chị cho em 2 ly dâu. 1 dâu. Dạ, cũng được. Dạ. Chờ chút. 1 ly cam, 1 ly dâu. Dạ, chị đợi xíu. Nè, anh làm cái gì vậy? Đã nói là chia khu ra đồ rồi mà. Ủa? Khu tôi có khách hả? Nãy giờ tôi bận nói chuyện với bà nội nên không để ý. Mà cô biết bà nội tôi là ai không? Bà nội của anh là ai tôi không có cần biết. Tôi chỉ biết là khách vô mà anh không chịu làm thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Bà nội rất quan tâm tới tôi. Nếu như tôi không báo cáo cho nội biết, nội lo lắng thì sao? Cô thông cảm chút xíu đi. Dạ chị ơi, có nước rồi nè chị. Ờ, giờ muốn thông cảm đúng không? Đúng vậy. Nè, cái gì vậy? Thông cảm. Thông cảm nè. Cô. Cô gì? Đưa nước cho khách đi kìa. Không. Ê. Dạ nước nè chị. Đây. Ghét ổng lắm đúng không? Đúng rồi chị, khó chịu. Được rồi, chị sẽ có cách trị ổng. Yên tâm. Yeah. Để coi ai chị ai. Cái gì vậy? Có gì đâu, nó nhảm thôi mà. Nè, bị tôi la hồi nãy cho nên là bây giờ trả thù tôi đúng không? Trời đất ơi, tôi đang mệt ngồi duỗi chân ra chút xíu, rồi cái tự nhiên vô tình cô đi ngang, cô đá trúng chân tôi thôi chứ ai trả thù gì cô đâu. Mà tôi nghĩ ông trời có mắt đó. Rõ ràng như vậy mà bây giờ còn chối nữa hả? Còn nói là vô tình nữa hả? Anh cố ý thì có đó. Ê, vô tình hay cố ý tôi cũng không biết nữa. Đứng lại, đằng sau quay. Cái gì? Nè, lớn rồi dám làm mà không dám nhận như vậy là hèn lắm đó, biết chưa? Nếu như vậy thì để tôi nói cho cô biết, tôi cố tình đó, hết hèn chưa? Nè, để tôi phụ cho. Làm gì vậy? Vô đi, ở đây tôi dọn cho cô. Không cần, đây là khu vực của tôi, chỗ của anh là trong kia kìa. Chỗ ai nấy làm đi, phá không chứ phụ gì. Ê, ê, cái gì vậy? Trời đất ơi, sao cô làm không cẩn thận gì hết trơn, rớt bể ly rồi kìa. Ủa anh nói gì vậy? Anh mới là cái người làm cái ly như vậy chứ mất mới gì tôi hả? Hả? Trời đất ơi, nè, lớn rồi làm việc là phải có trách nhiệm nha chưa? Dám làm phải dám nhận, chứ không thôi là hèn lắm đó. Tôi hèn nó thì sao? Tôi không có làm lấy gì tôi nhận, hả? Vừa phải thôi, tự nhiên tôi đang đứng ở đây anh vô làm cái gì? Hai cô cậu làm cái gì vậy? Có chuyện gì? Anh coi đó, cổ làm rớt bể cái ly rồi kìa, bắt cổ ra anh đi. Em không có làm. Chị, viết biên bản đền cái ly, chiều nộp cho tôi, tháng này trừ lương. Anh ơi, nhưng mà em không có làm, sao bắt em trừ lương được? Trời đất ơi, khu vực này của cổ mà,
Còn em trong kia không lẽ em đi ra đây em quơ bể cái ly rồi để cho cổ đền sao? Đúng 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 anh. Hồi nãy ổng ở trong kia ổng đi ra đây ổng quơ cái ly xuống y chang như vậy luôn á anh. Thôi không có nói nhiều, khách vô kìa, đi ra phục vụ khách đi, chiều nhớ đền cái ly đó. Anh em không có làm đừng chừa lương em anh. Thôi đi đi, khách đợi kìa. Quản lý nói kìa, không nghe sao, order đi. Chọn đi. Dọn là phải có cái khăn. Trời đất ơi, anh coi đó, nhân viên mà như vậy đó, đền cái ly là đúng rồi. Anh quản lý tốt đó. Cậu về chỗ làm luôn đi. Ok. Còn cô, order cho khách xong dọn hết luôn đi. Bye bye. Anh đúng là cái đồ thấy ghét mà. Rõ ràng là cố tình kiếm chuyện với mình, làm tốn tiền đền cái ly vô lý. Số mình xui dữ trời. Ừ, cô khỏi đền nữa. Cái ly đó tôi đền rồi. Sao? Thấy tôi đẹp trai ga lăng hào phóng đó chứ gì. Ê, đúng là cái đồ thấy ghét thiệt chứ. Anh đang khinh thường tôi đúng không? Anh nghĩ là tôi nghèo mạt rệp tới mức mà không có tiền trả nổi mấy cái ly chứ gì. Trời đất ơi, bữa nay cô chê tiền hả? Mình đã bỏ tiền ra trả cái ly rồi mà còn chửi mình nữa. Chẳng còn thời gian để ta ngồi chờ lắm.